Và bây giờ là tiết mục Let's Run của Roadkeeper Sài Gòn và khách hàng. Các bạn hãy đi theo mình để xem các bạn đó đã mua những gì nha. Cảm ơn mọi người. Đầu tiên đó là đôi Super Reshit chiên cỏ nhân tạo cho bạn trẻ này. Thứ hai đó là đôi U-Sport Super Reef Plus phiên bản My Migen size 7 dành cho một bạn khách hàng thân thiết của Roadkeeper Sài Gòn nữa. Bản này thì được bạn gái tặng quà 14 tháng 2 với đôi Roy Attack Duo Hyper Orange. Và hôm qua bạn này có xem livestream của mình và đã chọn cho bạn đó một đôi Roy Attack Evolution Garnet với cái giá rất là thơm, đang sale chỉ có 1.8 triệu thôi bạn. Đối với những bạn size 7-7.5 thì chọn đôi Roy Evolution Gold Cut siêu nho, vừa tiền và còn xịn nữa các bạn. Bạn này thì mới chơi Futsal nên đã chọn cho mình một đôi Roy Futsal màu đỏ của Roy. Chú GK này thì đã 55 tuổi mà đam mê thì rất là bất tận nha các bạn. Đã chọn cho mình đôi Roy Attack Duo Hyper Orange. Bạn này mới nhỏ mà cao đến 1m85, vừa bước vào shop là mình cảm thấy là choáng ngợp luôn. Bạn đã chọn và phù hợp với đôi HO Contractor Pro. Cú chó nhỏ này thì rất là vui và các bạn biết là cháu nó rất là sành găng và là một phần lớn của mình và Roadkeeper Sài Gòn. Chọn tới chọn lui thì cuối cùng bạn La Ót cũng đã lấy cho mình một đôi Cell Awa Blue size 7. Còn đây là chùm cuối nè các bạn có biết không, đó là Thông Lao Tào Lao chuyên mua nợ găng tại Roadkeeper Sài Gòn đã lựa cho mình đôi My Migen màu đỏ, nhưng lần này bạn đó đã thanh toán tiền mặt nha các bạn.